Người đó giống như là một người chân thật, biết có một cái ánh gia đình để lo làm ăn của nửa đời còn lại thôi, chứ còn bà nhảy ha là đua đòi nữa thì em không thích. Tại mình đã trải qua rồi, mình giờ muốn cuộc sống nó bình an thì đưa đâu cũng được, không quan trọng phải ở gần hay ở xa, lớn nhỏ em không quan trọng. Ở đây hay là ở Việt Nam hay là ở tiểu bang khác, ở nước khác cũng không quan trọng luôn. Không quan trọng, miễn sao cái người đó làm tâm đầu ý hợp, là có một cái mấy anh gia đình biết gìn giữ gia đình là mừng rồi. Mấy chị xin cái mình cho thử ra mình cũng không có gìn giữ được nhiều. Cứ năm nào cũng đi Việt Nam chơi thì cứ một chuyến đi vậy là cũng cả 10.000 chứ đâu ít đâu, là mình về ăn xài chơi rồi chứ là chưa tính tiền cho nữa. Mỗi năm đều đi về Việt Nam hết. Mỗi lần cứ mỗi năm Việt Nam là em mỗi lần đi là cái em cứ mua vàng, em mua một chiếc hơn chỉ hai chỉ, cái gì em cho người chỉ hai chỉ, người nào khổ thì em cho hai chỉ, người nào ok em cho chỉ, còn hết vàng em cho tiền. Em sống như người ta nhiều hơn là sống cái em nữa đó. Hello, welcome, các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay thời tiết hôm nay thì cũng rất là đẹp, không có nắng lắm, gió dịu dịu, rất là mát mẻ, đi ra ngoài rất là dễ chịu nha các bạn. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của một anh sau khi chia tay với vợ khá là lâu và con gái của anh không còn trên cõi đời này nữa, thì anh cũng cảm thấy quá cô đơn. Tới nay anh muốn tìm một nửa yêu thương còn lại của mình, muốn tìm một người cùng nhau bầu bạn tâm sự và sẽ cùng nhau đi đến một mối quan hệ lâu dài, vì anh nghĩ rằng mình không còn trẻ nữa và muốn có một cuộc sống gia đình ổn định. Nào bây giờ chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của một anh đầu bếp này nhé, đặc biệt là anh nấu ăn rất là ngon. Và hiện tại anh còn là bếp chính của nhà hàng Việt Nam nữa. Nào mời cả nhà. Seattle, Washington, đi bang qua Washington, có Seattle hả chị? Dạ, đi sau bên em 2 tiếng. Dạ. Yeah. Em chào anh nha. Dạ, em chào chị. Lần đầu tiên lên gặp chị cũng không có trời. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 55. À em nhỏ hơn anh, đừng kêu bằng chị nha. Em thấy xưng hô nó cũng không có quan trọng lắm, mà em thấy có nhiều người comment. Nhưng mà mình lịch sự đi chị, giờ lớn nhỏ cũng nó quan trọng là mình lịch sự rồi. Rồi anh có thể giới thiệu về mình ha. Anh chào cả khán giả trước giùm em. Dạ trước khi em chào chị Uyên và chào khán giả trên cộng đồng mạng đã thời gian qua ủng hộ chị Uyên Quỳnh trong nước và ngoài nước. Em tên Tuấn. Em sinh năm 1966. Em làm nhà hàng thì công việc cũng ổn định, em làm đầu bếp trong đó. Thì cuộc sống cũng đơn độc độc thân nên em coi cái kênh của chị Uyên Kết Nối Yêu Thương, em thấy có ý nghĩa tình nghĩa quá em thích, nên em nhắn tin cho chị. Nhưng mà không ngờ cái gì và bữa đi gọi là em cũng giật mình luôn. Muốn tìm người yêu mà giật mình luôn hả? Em nghĩ chị bận rộn vậy á, cũng là khoảng dài cổ chừng 2-3 tháng á, đâu ngờ đâu cũng giờ bữa đi gọi. 2-3 tháng mà cũng người anh để ý là người ta có người yêu rồi sao? Dạ cái đó em không biết, giống như mình lên đây giống như thuộc cái duyên nào của mình ở chung, mà mình xích cái hoàn cảnh người nào đó mà trùng hợp với mình đó, thì giống như là người ta chưa có ai thì mình có duyên, cũng ta không có ai thôi, chứ bây giờ mình đâu biết được. anh làm nhà hàng chắc anh là nấu ăn rất là ngon hả? Cũng tạm hả chị. Bên anh sống yếu quá, không biết bên anh hay bên em nữa, mà bữa nay là trời thời tiết nó không có được tốt, nó mưa. Đúng rồi, tại vì mưa cũng hai ngày nay ở Seattle vậy đó, ngày nắng ngày mưa nó không có đều, nhưng mà cái khí hậu nó mát lắm chị. Em nghe nói ở bên anh mưa nhiều lắm phải không? Dạ đúng rồi, giống như Việt Nam mình vậy đó. Dạ. Mà buồn nhiều hơn Việt Nam phải không? Dạ dạ dạ.
Em nghe nói là mấy anh chị lần trước nói ở Seattle là người ta tự tử nhiều hơn hết đúng không? Dạ. Giống như bị trầm cảm á chị. Ờ. Anh rồi anh làm đầu bếp ở nhà hàng gì? Nhà hàng Việt Nam hay nhà hàng Tàu? À, nhà hàng Việt Nam chị, nhà hàng Thiên Phán cũng gần nhà, từ đây trả lời đó cũng khoảng lái xe 10 phút ạ. Và anh làm nghề đầu bếp này là bao lâu rồi? À, em làm mới qua Mỹ thì năm 90 em đã làm rồi, không thời gian em đi làm hãng. Làm hãng sao thấy không có tiến triển em mới nhảy đi làm biển thời gian, rồi cuối cùng em mới quay về nhà hàng. Có đi thời gian đi làm biển đó hả? Dạ, đi tàu biển cũng 2006 đi bắt đầu đi biển á. Anh đi ở tiểu bang nào? À, Alaska chị. Wow, ở đó lạnh dữ à. Sao anh đi qua Alaska luôn vậy? Ở đó anh đánh cá hay là đánh cua? À, đánh cá. Ở đó đi là mấy tháng vô đúng không? Đúng rồi chị. Đi mỗi một mùa vậy là 3 tháng. Rồi mùa thứ hai là khoảng 5-6 tháng vậy đó. Trời ơi, 5-6 tháng là biển luôn hả? Một năm mình đi 3 lần. Đi có 3 lần thôi. Dạ, chứ một năm mình nghỉ được nếu mà tổng cộng hết cũng được gần 3 tháng. Mà đi vậy rồi luôn có khá hơn đi làm trên bờ không? Thì lên trên đó thì giống như là mình không ăn xài, mình cứ làm mở mắt ra thấy trời với nước thôi, mình cứ làm thôi thì giống như đi lính vậy chị. Thì 3 tháng về mình tiền mình còn yên thôi, nhưng mà mình xa nhà. À, còn ở đây thì mình làm về thì tối mình cũng được nghỉ ngơi hay là gặp bạn bè tiệc tùng này kia nọ rồi nè, thì mình gặp người thân nó cũng thoải mái hơn. Rồi lúc anh đi á là lúc anh đi cho công việc đó là anh có gia đình không? Lúc đó đã đi gì rồi nên lấy là mấy buồn mấy đi biển á chị. Đi liên vậy lúc trước làm còn gia đình thì làm hãng. Sau này ly dị rồi bắt đầu đi đi biển đi nhiều lắm lắm. Sau rồi sau này cái bù đi Việt Nam chơi cứ năm nào cũng đi, năm nào cũng đi vậy đó. Rồi xong rồi bây giờ mình muốn an cư lập nghiệp ở chỗ mình làm thôi, không có đi xa nữa. Thử là em chọn trong nhà em làm. Anh nấu chắc được rất là nhiều món hả? Dạ cũng tạm ok chị. Anh rồi anh kết hôn năm anh bao nhiêu tuổi? Em kết hôn năm 93. Có được một cháu gái. Năm nay nó cũng có 30 rồi, gần 30 mà nhưng mà nó mắc cách đây cũng 5 năm rồi. Nó cũng hiền mà nó hiếu thảo lắm em. Nhưng mà thấy cuộc sống của mình thấy cũng buồn quá. Mình muốn kiếm tìm một nửa để an ủi vậy thôi. Lý do gì sao mất bệnh hả? Bệnh tim á chị. Giờ nửa đêm nó ngủ rồi nó đi luôn mà chồng nó ngủ kéo bên, chồng nó không hay luôn. Rồi sáng mà bà ngoại nó dậy đi qua thăm nó đó, qua kêu nó dậy mà sao không thường thường sáng nó dậy nó qua nó ẵm con mà sao không thấy nó. Qua kêu thì nó tím hết rồi. Bắt đầu gọi nay qua anh lại chở đi dân nhà thương là không kịp nữa. Nó sinh năm 93 đó. Nhưng mà hồi trước đó là có phát hiện bệnh không hay là không có biết? Có trước đó là đã có phát hiện nó là bị tim rồi. Nhưng mà mẹ nó cũng là y tá đó, nhưng mà mẹ nó cũng theo dõi nó, nhưng mà không biết sao mà nửa đêm mà nó đi sớm quá, mẹ nó trả tay kịp. Bà xã trước đây của anh cũng làm y tá. Dạ. Chia tay năm 2000 chị. 2000 đã chia tay rồi, sống được cũng 8 năm. 2000 chia tay rồi. Dạ, lúc đó bé còn nhỏ lắm, lúc đó bé cũng 7-8 tuổi gì đó. Rồi bắt đầu chia tay tới bây giờ luôn. Nhưng mà vì cuộc sống của con cái mình vẫn liên lạc qua lại để thăm con cái, mình lo lắng cho nó đó. Rồi sau này nó lớn lên, nó có chồng, có con. Rồi nó sau này nó mắc nữa. Rồi bây giờ mình đâu còn ai nữa đâu. Thì cuộc sống mình cũng cảm thấy nó buồn. Anh rồi quê ở Việt Nam quê ở đâu?
Dạ, quê em ngày xưa thì ở Sa Đéc á, ở Đồng Tháp 10 á. Mà khi em về Việt Nam á, thì em về em ở Sài Gòn không? Em không có về quê. Quê anh không còn ai hả? Còn, nhưng mà tại vì hồi đó đi Mỹ là bà dì bà đất cát ruộng vườn nhà cửa bà lấy chia cho con cái bà hết rồi, thử ra gì cái đó mà em không buồn gì đó, cảnh cảnh buồn quá em không muốn về nữa. Nhưng mà rồi anh em của anh á còn ai Việt Nam không hay là đi hết rồi? Không, đi hết rồi, ở đây có hai anh em thôi, có nhà em thì nó lấy chồng cũng gần đây lái xe cũng khoảng 3-4 tiếng rồi, thì nó cũng có 3-4 đứa con rồi, cuộc sống của nó lo gia đình nó, thì hai anh em cũng ở gần nhau cách 3-4 tiếng thôi, kìa. Một năm nhiều khi chưa gặp nhau lần nữa rồi đi vào hỏi thăm nữa. Rồi cha mẹ của anh còn không? Mất hết rồi, tại vì em một cô cha lúc còn trong bụng mẹ lần mặt cha không biết, bên nội không biết, chỉ biết bên ngoại thôi, còn cha không biết. Anh đi vượt biên qua đây hả? Không, đi viện online, đi nhỏ em ở lại đó. Ngày xưa là cha mẹ không biết làm chuyện gì, hai người thôi nhau rồi mẹ mới ra Vũng Tàu sanh em ở ngoài đó. Thì được 2 năm thì mới gặp ba Mỹ của nhỏ em. Rồi bắt đầu có nghe em xong xuôi rồi mẹ mới gửi hai đứa nhỏ về quê cho bà ngoại nuôi. Mẹ mới vô Sài Gòn làm ăn mua nhà, nó cửa trong đó mười mấy tuổi mẹ mới vô lên Sài Gòn ở. Thành thử ra bên cha không biết, chỉ biết vậy thôi hả? Khi anh cưới vợ đó là vợ anh ở bên đây luôn hả, chứ đâu phải ở Việt Nam? Dạ, ở bên đây luôn, ở cũng qua bên đây luôn, cũng qua đi năm 90-91 gì đó. Anh nghĩ là ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là trung thực, thẳng thắn, thật thà thôi. Chứ ngày xưa lúc còn trẻ thì mình hay háo thắng nóng tính, nhưng mà lớn tuổi rồi chị, mình cái tính mình nó thay đổi dần dần lại, giống như bây giờ nó đầm lại, ai lại mày làm không nói. Không giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì bây giờ ai muốn làm gì làm thôi. Dạ, tại ngày xưa mình còn trẻ, năm hai mấy ba mấy, mình đâu có nghĩ ngợi xa sao giống như bây giờ. Rồi bây giờ mình lớn tuổi rồi, cái cuộc sống của mình nó bình an rồi, mình nên người mình nó đầm lại, nó thay cái tánh mình nó thay đổi lại đó. Còn anh nghĩ là khuyết điểm của anh là gì? Khuyết điểm của em là hay thương người, giúp người, rồi giống như là nặng tình cảm á chị, nặng lòng, bởi vì người sống nội tâm nó khổ. nó tùm lum hết á. Nhưng mà miễn sao là mình làm cái gì không trái lương tâm của mình, không có trái đạo đức của mình là mình cảm thấy mình vui rồi chị. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà anh muốn tìm một người bạn cho anh á, anh muốn người đó như thế nào? Người đó giống như là một người chân thật, biết có một cái ánh gia đình để lo làm ăn của nửa đời còn lại thôi, chứ còn bài nhảy ha là đua đòi nữa thì em không thích. Tại mình đã trải qua rồi, mình giờ muốn cuộc sống nó bình an á chị. Cứ đâu cũng được, không quan trọng phải ở gần hay ở xa, lớn nhỏ em không quan trọng. Ở đây hay là ở Việt Nam, hay là ở tiểu bang khác, ở nước khác cũng không quan trọng luôn. Không quan trọng, miễn sao cái người đó làm tâm đầu ý hợp, là có một cái mấy anh gia đình biết gìn giữ gia đình là tại mừng rồi. Anh có nghĩ là người đó độ tuổi cũng như không? Em không cần. Không cần, tại vì khi mà người mà suy nghĩ được thì tuổi nhỏ người ta suy nghĩ được, còn người không suy nghĩ được thì tuổi lớn người ta cũng vậy á chị. Đó mới là quan trọng. Bây giờ thí dụ bằng tuổi anh hoặc lớn hơn anh 1-2 tuổi, nếu là bên anh thì anh nghĩ làm sao? Cũng được, nhưng mà phải suy nghĩ chín chắn đàng hoàng, chứ không có lông bông mà đứng núi này trông núi khác. Lại mình đã không có thời gian nhiều á chị, mình muốn cái cuộc sống nó bình bình yên yên, lớn tuổi rồi mình không còn bay nhảy nữa, để gặp nhau để làm ăn, lo cuộc sống hạnh phúc, để chia sẻ cái vui buồn ở trong cuộc sống thôi. Yeah. Là anh muốn người phụ nữ đó là phải về làm vợ của anh, là phải như là phải người đó phải có một suy nghĩ kết nối với là một gia đình lâu dài đó, không có thích chỉ quen chơi thôi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, mình lâu dài á, còn ven chơi ven tạm bỡ thì khỏi.
Trâm nghĩ là nếu mà muốn tạm bợ thì đa số đàn ông thôi, phụ nữ thì thường họ thích là mối quan hệ lâu dài hơn, phải không? Dạ 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 Rồi anh làm nhà hàng anh làm nó một tuần mấy ngày? Từng em làm 6 ngày, 10 sáng 9 giờ tối. Từng 6 ngày nghỉ được ngày thứ ba thì. Rồi những lúc rảnh rỗi đó là anh thích làm công việc gì? À, ngày nghỉ thì giặt giũ quần áo, rồi dọn phòng, rồi đi shopping mua lặt vặt cái gì mình cần xài đó, để mua làm xài đi làm. Rồi đôi khi cuối tuần bạn bè mời lại nhà ăn uống rồi ca hát chút đỉnh giải trí thôi. Bạn bè mời tới nhà ăn uống nhưng mà anh có đứng nấu không hay là người khác? Không, không, nó làm sẵn, nó sẵn hết rồi mình lại ăn, lại mình đi làm 9 giờ mới về. Không, không ai nấu không gì hả? Anh rồi anh đang ở chung với ai hay là ở riêng mình không? Ở cho riêng một mình mà xe phòng hả chị? Anh ngày xưa anh nói đi. Ngày xưa hai vợ chồng cũng có nhà cửa nhưng mà ly dị rồi em dọn ra dọn đi. Thế là bây giờ xe phòng ở. Nhà kia thì bà vợ cũ bà để lại cho con gái, mà con gái mất rồi, bây giờ bà để lại cho cháu ngoại. Cháu ngoại mới 5 tuổi à? Dạ. Yeah. Cũng để cho nó cũng tốt. Dạ. Yeah. Thường thường em thấy cha mẹ nào cũng vậy, cũng thương con cái, cũng để lại cho con cái hết. Đúng rồi, tại mình bây giờ mình đâu còn mình nữa đâu, giờ còn mấy đứa nhỏ thôi, chứ cuộc sống mình là mình không có mẹ không có lo nữa. Khi lớn tuổi thì có hưu phải không? Ai cũng nghĩ. Yeah. Anh có về Việt Nam thường không? Dạ, năm nào em cũng đóng cửa nhà, đi hết nhà hàng về Việt Nam luôn, năm nào cũng đi hết, nhưng mà 2 năm nay dịch thì đi không được. Là khi nhà năm hát, nữa, quên nhà hàng về hết? Dạ, anh quên nhà hàng về hết, vui lắm, vui điên tháng cái quà làm tiếp gì đó. Bao nhiêu người? Cũng 4-5 người rồi. Anh làm công việc bếp này cũng khá lâu á, anh có khi nào nghĩ là mình sẽ on một nhà hàng không? Em cũng có nghĩ cách đây 2 năm em cũng có nghĩ. Hùng với bà vợ cũ làm nhà hàng, nhưng mà bà làm y tá, bà nói bà bận quá, nhiều khi bà chỉ tới phụ giúp dùng vài ngày thôi. Nhưng mà xong rồi nghĩ tới nghĩ lui xong rồi bà không chịu, thử ra cái không có sang luôn. Hai người thôi nhau nhưng mà vẫn giống như bạn bè chị, giống như bình thường vui vẻ gặp nhau vui vẻ, chứ là chứ không có ngoài ra chuyện tình cảm là mình không còn nữa. Giống như cái tình cái nghĩa về con thôi. Bây giờ con nó mất rồi, bây giờ bà thôi đi qua cái bàn kia bà theo cái con cháu ngoại rồi. Thành thử là có chuyện gì cần giống như là bà muốn nhờ mình làm cái gì cho bà hay gì kia để liên lạc nhắn tin gì đó. Mà thường thường nhắn tin nhiều chứ bà không có gọi không nói chuyện. Anh rồi anh có hút thuốc chứ uống rượu không? Có chị, tại cuộc sống một mình làm bạn với đứa thuốc với cà phê mà mình không có ai đó mình nó buồn lắm. Anh cô đơn cũng anh chia tay bà xã cũng khá lâu vậy đó, trong thời gian trong thời gian đó là anh không quen với cô nào luôn hả? Có, cũng có quen một hai người nhưng mà người ta không có thật tình, giống như là tại vì giật chặt nhiều quá đó, thành thử ra mình nghĩ cái đường lâu dài không bền, thành thử ra mình rút sớm. Mình tìm một cái hạnh phúc chứ mình đâu có tìm cái sự mà hưởng lạc vui thú để mà làm cho mình mệt mỏi hao tốn sức lực của mình đâu chị. Hao tốn sức lực. Là anh quen với một người đầu tiên á là khi anh chia tay bà xã bao lâu? Quen nó cũng được 2 năm mà, nhưng mà cờ bạc quá trời luôn, chịu không nổi. Cờ bạc hả? Dạ, rồi bỏ của trả lấy người. Cờ bạc rồi không có đi làm sao? Đi làm, xong rồi về đi cờ bạc.
Vậy mình làm bao nhiêu cũng đâu đủ đâu. Thôi em kiếm được em dọn cho rồi. Người đó không có con cái sao? Cũng có gian dở một lần, cũng có đứa con á, nhưng mà không biết lo đi làm gì để có cái đi đến bài hết rồi. Trong ở trên tàu mỗi lần phát lương á thì mình kiểm trong nhà băng của mình, sao tiền không vô. Rồi mình lên mình nói với bà thư ký nói tao ai nó cũng gửi, tao gửi cho mày vô rồi, ngày này tháng này giờ tao đã gửi cho mày rồi, mà mình gọi gì hỏi bà nói bà không có lấy đó. Mình không biết tiền đi đâu. Mà gọi bà của ai luôn, bà nó không có, không giúp một gì, bà lấy vòng đóng của bà ăn bóp bà rồi mình đi quýt bài. Em sợ quá thôi. Tương lai mù mịt. Tương lai đen tối à? Rồi bạn đi bao lâu anh mới quen được thêm người nữa? Thì trong thời gian nó cũng đâu 1-2 năm gì đó. Thì cũng quen một người, cũng về bạn bè thôi, cũng gặp thêm người quấn bài nữa. Từ đó thôi sợ quá trời. Vậy đó hả? Quấn bài nữa? Dạ, quấn bài đâu, không biết sợ ở Mỹ thế sao, tao phá quấn bài quá nên em mày. Rồi người thứ hai quen được bao lâu? Cũng được 6-7 tháng à. Cũng quấn bài nữa. Quấn bài nữa thôi, thấy không xong rồi. Rồi anh có đánh bài không? Không chị, em chỉ có cuối tuần gặp bạn bè, nó lâu lâu cũng 1-2 tháng thì nó mời tới nhà nhậu nhẹ chơi ca hát vậy thôi, chứ còn bài hát là không đụng tới. Vậy đó. Tại vì mình làm, chị nghĩ đi, mình làm mà hôi nước mắt của mình vô đó chỉ một đêm thôi là hết trơn rồi, mình đi làm cực khổ hơn trên kia chỗ mệt. Mà dù có chuyện gì đâu ai lo cho mình đâu. Thời gian đi làm dài quá, mình đi làm đi nó mệt. Đúng rồi. Ủa anh, mấy người thứ hai rồi có đi làm không? Cũng đi làm mà người ta cờ bạc là cờ bạc à. Rồi đi làm rồi xong rồi sao giờ đi làm sao giờ đi làm đi cờ bạc, cuối tuần cũng đi, người ta đã ghiền rồi mà lúc nào cũng đi được có tiền rồi đi à. Vậy đó. Có khi nào rủ anh đi không? Rủ đi mà mình đi chơi thôi, đi chơi đi theo thôi, chờ ngồi chờ mệt mỏi, đứng mệt mỏi quá thôi, không xong. Ngồi chờ mệt mỏi quá không xong rồi có khi nào nhảy vô luôn không? Không, ngồi buồn đâu biết làm gì đâu, là cái má ngồi kéo má cũng thua 100-200. Ngồi đó uống một ly bia rồi chơi kéo máy rồi kia nọ rồi cũng thua 100-200 thôi, từ đó sao không đi nữa. Ngủ đi nữa đó đâu. Lâu lâu rồi đây cái... giống như là mình thấy cái người mà đã ghiền như vậy rồi, người ta nói thì ăn sơn dễ đổi có mít khó dời đó, thử là mình không có tiếp nữa. Đúng rồi. Chắc em nghĩ chắc mới là một xác suất một người mà bỏ đi một cái sở thích của mình chắc là rất là thấp thôi. Đúng rồi chị. Chứ mà chỉ thích cái gì cũng được hết, chị làm gì cũng được hết, nhưng mà đừng tự liên quan tới cờ bạc. Ok, thì cuộc sống chị nó mới thăng hoa được, còn chị dính liên tới cờ bạc mà có được mình chỉ có đi xuống thôi. Càng ngày càng mắc nợ nần rồi á, đâm ra rồi hết tiền rồi là bảy ba phiền. Hồi nói giờ anh có thấy ai đánh bài mà giàu không? Không, chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Hôm trước em có nói chuyện với một anh mà anh nói là để anh làm video mà không là em gọi cho anh hoài không được. Anh nói là anh đánh bài chính, anh vô anh đánh vài tiếng họ không có mấy ngàn đó. Rồi, giống như là hôm nay chị ăn 10.000, rồi bắt đầu một tháng sau á, chị nhả là 100.000. Đâu phải chị một tháng chỉ hên, chị được vài giờ thôi chứ chị đâu có hên hoài đâu. Mà casino là tiền tỷ, còn mình là tiền lẻ thôi, mình đâu chơi lại nó. Nó cho chị ăn 1 triệu nó cũng ke nữa, nhưng mà chị nhả là hết. Ở chỗ em là nhiều sòng bài nhiều lắm á chị. Vậy đó. Quá trời sòng bài luôn.
biết nhiều người vô trong đó toàn là vô bao bàn đánh luôn, cứ bàn đặt 500, 500 bao hết một bàn luôn, rồi cuối cùng đi ăn mài luôn. Chắc mấy người đó là tay to mặt lớn rồi không? Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi góp cục là đi ăn mài luôn. Đi ăn mài á, cờ bạc mà. Anh rồi bao lâu rồi anh chưa về Việt Nam? 2 năm rồi chị, từ lúc dịch 2019 tới giờ 2 năm. Thời anh 20 á. Thời anh về Việt Nam đó, anh không có để ý được cô nào hả? Không, về đi chơi gia đình không à, về ba má nuôi ở quận 6 đó, rồi mấy đứa em nó bắt dục lên xe vợ đi tối ngày sáng đi. Đi mà đi tối ngày sáng đi nữa. Nó chở em đi kêu bằng Đà Lạt, Đà Nẵng, miền Tây, kêu bằng 1 tháng 30 ngày, nó chở em đi hết 28 ngày đó. Rồi vậy đó. Mấy người đó không đi làm luôn hả? Nó giống như là nó cũng có công ăn việc làm, nhưng mà chị biết công ăn việc làm Việt Nam nó xưa không phải giống như mình. Đúng là cũng nghĩ à, thậm chí nó đi làm còn chưa đi về còn ngủ nó mà. Nó không giống như mình ở đây. Mình ở đây cài là phải cài suốt. Ăn còn không được nữa, đôi khi em đang làm trong nhà mà khách nó vô đang ăn phải bỏ hết, đi ăn lật tô bỏ nó nọ chứ phải bỏ. Ăn cơm mà đỡ nhà họ phải bỏ, đâu ăn được, đâu ăn được, có ngày không ăn được, uống nước không được nữa. Cho nhà hàng anh làm đắt vậy đó hả? Cuối tuần đó chị, cuối tuần thì đắt lắm. Dạ. Còn ngày thường thì lai ok lắm, còn mà cuối tuần thì đắt. Có 4 người làm thôi, mà đắt vậy đó. Đắt, 4 người làm nhưng mà nhỏ con gái của bà chủ thì trả bàn tính tiền trước. Và bà chủ với bà kia thì làm phụ làm gỏi cuốn, bánh mì, bún. Còn ở bên em là xào chảo giật đó, rồi ra đồ xào, đồ chiên, phở thì em ra em gánh hết. Mấy bà kia thì làm chậm mà người ta không có biết việc á. Thật là mình tránh trong đó mình hứng á, cũng bại lắm. Nhưng mà điều là tiền ấy nó sẽ khác, tiền lương nó sẽ khác. Dạ, dạ, dạ. Giống như là mình tránh trong đó. Ủa mà học chủ dạ. Không có ông chủ sao? Ông chủ ông đi làm clean up trong hãng đó, thì ông sáng ông ra ông phụ đi chợ, rồi ông phụ rửa chén, xong tới chiều mới đi làm. Dạ. Với mùa dịch nữa không? Mùa dịch bắt đầu chịu mấy người đâu. Nhưng mà nếu cái nhà hàng đó là sức chứa bao nhiêu người? Nếu mà thẳng thắn cũng khoảng 80 người á. 80 người hả? Dạ. Yeah. Nếu mà anh muốn mua một cái nhà hàng nhỏ vậy á thì khoảng bao nhiêu tiền? Tùy theo cái cái khu vực, cái chỗ của nó đó chị. Cái thuốc đúng rồi, cái location của nó, cái chỗ mà cái số lượng khách nó như thế nào rồi mình mới sang được. Mà trước khi mình muốn sang lại chỗ đó là mình theo dõi chỗ đó cả tháng trời, và cái số lượng khách nó dây lên như thế nào nữa. Thì ngày xưa em cũng có ý định sang nhà, em cũng tới em theo dõi cả tháng trời, em thực vô đó em chế ra, biến ra đồ ăn, rồi em ra menu, em đưa ra menu em làm sẵn hết, em mình sang đó. Nhưng mà cuối cùng bà vợ bà sợ, bà nhát lắm, bà không chịu làm. Cái nhà hàng đó là bao nhiêu tiền? Lúc đó sang cũng khoảng 50 ngàn. Nhà hàng cũng nhỏ đấy, nhỏ nhỏ giống như là gia đình làm á. Bà nhát quá, bà không chịu làm, thành thử là không có sang. Thật ra cái nhà hàng ngán cái tiền rent phải không? Ngán tiền thuê. Đúng rồi, đúng rồi. Tiền thuê có nhà hàng đó. Đúng rồi, tại vì cái chỗ mà mình bán được á thì cái tiền rent nó cao, mình ok. Mà cái chỗ mình bán được thì tiền rent nó cao á, chừng 2-3 tháng là mình bị lỗ, mình hao nhiều quá đó, mình chịu không nổi. Dạ. Tiền rent là nặng nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Anh rồi hồi nãy như anh nói á, anh không có phân biệt tuổi tác, rồi cũng không biệt hơn biệt vùng miền, không phân biệt ở đâu hết luôn á. Rồi anh coi video của em lâu chưa? Em coi cũng đâu khoảng được 1 tuần mà em thấy thích quá em mới nhắn tin cho chị, mà em nghĩ chắc hồi chắc cũng một 2 tháng 2 tháng thì chị mới nhắn tin lại. Mà vô trong này mấy cái chữ cái vụ này em cũng dở lắm, em đâu biết làm sao đâu. Em nghĩ kệ, chắc không
không có tới mình đâu, nhắn chị thì vậy thôi. Mà không là chị nhắn lại thì đó, em có hỏi chị là làm video sao, em tưởng đâu tự em làm, em đâu biết, em bảo không biết sao nữa. Em lên đại thôi. Anh rồi anh coi được nhiều video chưa? Nhiều, ngày nào em cũng coi của chị á, ngày nào cứ sáng mở mắt ra là mở, tối đi làm gì là mở, cứ nhiều đó em làm hoài. Tại vì rất là nhiều video tìm người yêu như thế này rồi đó. Rồi anh có để ý đúng được rồi. Anh đã có để ý được cô nào không? Trong đó em coi thì em cũng có thấy một cô gái mang cái số series là 0983 gì, em rất là cảm động. Em thấy cái hoàn cảnh mà giống em, giống như ngày xưa mà một cô trong bụng mẹ đó, mà không biết bậc cha lớn lên thì chứ không có tình cảm, tình thương của đứa bé. Thử ra em coi cái clip này em cảm động lắm. Em rất thích cái hoàn cảnh của mấy mẹ con đó, em thương đứa bé đó. Có khóc không? Có cảm động, có khóc không? Em thấy tội em chị. Cái hoàn cảnh nó giống mình đó. Mà mình giống như mình động lòng rồi sao. Dạ, hoàn cảnh nó rất là đáng thương. Dạ. Tại vì khi mà đứa bé nó lớn mà nó thiếu thốn một cái tình thương nào đó thì giống như nó khao khát vậy đó, giống như mình hồi nhỏ vậy đó, mình nhận xét được. Em coi cái hoàn cảnh em cũng thấy tội với đứa bé. Giống như mẹ con mà cái cuộc sống mà vất vả quá, phải lái xe từ là Đà Lạt về quê đó, rồi chở con đi rồi một mình chăm sóc con, rồi thấy cô ấy thấy tội lắm. Nhưng mà cũng khá là giỏi, chịu khó. Đúng rồi. Rồi ở nhà không đi chơi buôn bán, trồng cây rau cỏ, rồi nuôi gà nuôi vịt thì cái cuộc sống nó cũng bình an, nó cũng không phải đua đòi nhiều. Cuộc sống giống người ta, cuộc sống mà chân thật người đó, một cái người mà miền quê vậy đó. Em cũng thích mấy cảnh quê, nhưng mà quê bị mắc rồi. Vườn vườn nhà cửa đất cát em nhiều luôn. Giản dị miền quê đúng không? Dạ. Em hỏi anh là thí dụ bây giờ nếu mà anh tìm một người vừa ý á, là anh dự định khi nào sẽ làm đám cưới? Thì giống như mình tìm một người vừa ý thì mình phải tiếp xúc nói chuyện qua lại, con người đó có thật sự như vậy không hay là chỉ qua lời nói, rồi nếu được thì trong vòng một năm mình sẽ tiến tới luôn. Thời gian tìm hiểu là thì đó dạ. hỏi anh đó là khi mà anh vừa ý rồi anh cảm thấy là ok rồi là khi nào anh cưới, là trong vòng năm thôi phải không, sắp xếp trong vòng năm đúng không? Dạ đúng rồi. Thật ra trên kênh của em á thì cũng em biết là cũng có nhiều cặp tiến triển rất tốt đẹp. Có một cặp là có anh đó đi về tới Việt Nam rồi đó, là sắp đám cưới, nhưng mà nói với em sao, khi nào để khi nào em qua Mỹ đi rồi em đi tới em thăm chị. Trời ơi, chỉ cần có hình của em đám cưới đặng cho những người tham gia chương trình người ta cảm thấy là có kết quả, có tiến triển phải không? Còn người ta đợi khi nào rồi. Đợi khi nào mà qua tới Mỹ thì rồi em và ảnh đi tới thăm chị. Thầy ơi, đó. Thầy qua tình đó chứ. Tại vì cái cuộc sống ở Mỹ này ai cũng bận rộn hết, nhưng mà người ta mong cái niềm vui của mình. Thì mà mình sẽ gửi cái video đó để mình thành công là mình gửi đến cho giống như gửi cho chị Nguyên đưa ra khán giả coi kinh đó, thì người ta sẽ nhận xét được cái sự kết nối của chị như thế nào. Từ đó thì sau người ta mới theo cái kinh đó để người ta làm ra được tìm kiếm nữa mảnh ghép của người ta. Còn mình đợi tới khi mình qua Mỹ thì nhiều khi người ta bận rộn, người ta đâu đón mình được, tiếp mình được đâu. Quá trình qua tới Mỹ không biết em còn làm chương trình mà em thấy là có rất là nhiều cặp như vậy đó rồi. Anh nói năm mai mốt mà được là anh phải cho em cái đám cưới này nha. Dạ ok chị. Trong tình yêu, trong hôn nhân gia đình, anh có phải là người đàn ông lãng mạn, biết chăm sóc cho vợ con không? Em nặng lòng lắm. Em mà
Em mà thương người nào là em còn thương bản thân của em đó chị, cái bởi cái tình cảm em nặng thử em khổ là như vậy, không thương ai thôi, thà mình ở vậy đi chơi, còn mà khi mà biết tới mình lập gia đình rồi thì mình cái đó là cái là gia đình thật của mình phải chăm lo, mình phải giống như là giữ gìn. Còn nếu mà mình đã gãy đổ một lần mà mình không có biết mà an thân thủ phận vậy đó thì cái cuộc sống của mình nó vậy rồi vậy vậy hoài. Mình cả lớn rồi mình cần phải suy nghĩ lại, giống như là rồi mình đâu có trẻ nữa chị, thì mình phải bảo giống như là mình phải biết gìn giữ gia đình, mình bảo vệ gia đình của mình trong cái cuộc sống cho nó an nhàn, cho cái người vợ, cái người con mình nó được vui vẻ, nó được hạnh phúc thì mình được hạnh phúc vậy đó. Chứ còn mình đã đi ra đường ra đời chơi thì nếu mà mình cần tình cảm mình đi chơi qua đường qua lo thì cũng có vậy, nhưng mà mình không muốn làm vậy mà phải gắn mình nhiều. Em thấy là khi nói chuyện thì em biết anh cũng là người đang có trách nhiệm với gia đình đó, với bà con đó. Chứ... em thì chung tình lắm chị, chung tình lắm. Nhưng mà lúc này sao anh với lại bà xã đầu tiên chia tay trong khi hai người tình cảm rất là tốt? Ngày xưa thì em lấy giờ em là vợ em lúc đó nhỏ em 90 tuổi lận. Lúc em lấy cô ấy thì cô ấy có 18 tuổi thôi. Cô ấy thì còn bồng bột lắm, nhỏ lắm, giống như là tuổi mới lớn mà. Lúc đó em cũng hai mấy tuổi rồi. Nhưng mà cái chuyện gia đình gãy đổ rồi, nếu mà mình tôn trọng cái người vợ mình á thì mình giữ trong lòng, mình hiểu vợ mình hiểu là được. Nhưng mà mình phanh phui ra những cái trong những cái cuộc trò chuyện trong video anh người này nói người kia nói, người ta không hiểu cho nó ông nội này ly dị vợ, cái nói xấu vợ không có tốt. Giống như mình tôn trọng sự người vợ mình cứ giữ trong lòng của mình đi, mình biết cái duyên mình đã đạt hết thì là được rồi, chứ mình nói ra là không khác nào mình nói xấu vợ mình đó chị. Hoặc là người vợ mình nói mình ra, không khác nào người vợ mình nói xấu chồng, thì cả hai đều như vậy. Người ta tôn trọng nhau thì người ta cứ giữ im cái sự đau khổ trong đó, tự ai nó hiểu là được rồi. Có nghĩa là thôi anh cứ nói vậy là cảm thấy hai người không hợp nhau nữa thì chia tay. Yeah. Nói là gia đình anh tôn trọng cái gì anh cũng hứa hết mà sao mà chia tay với bà xã thì không có thuyết phục người ta đó. Yeah. Chiều cao của anh là bao nhiêu ha? Em á thì cũng nhỏ con nhưng lớn, 1m6 à. 1m6 là cũng ok rồi. 1m6 là nhỏ con rồi chị, thấp rồi. Vợ em cao lắm, vợ em tới 1m65 rồi. Vậy rồi đi chung là anh phải mua cái dạng tóc không? Rồi anh sao bữa anh có nhớ là cái cô nó anh nói là chiều cao của ấy là bao nhiêu không? Hình như em nhớ là cô ấy cao 1m63 hay nhiêu. Tình chất gì đó. Khó kêu quá. Anh nghĩ là khi sau này lớn tuổi anh sẽ sống bên Mỹ hay là anh sẽ về Việt Nam? Tại vì em tính về lớn tuổi rồi, như giống như cái em làm chừng 5-10 năm nữa thì mình được tiền hưu đó chị. Thì mình về Việt Nam mình sống cho nó thoải mái hơn, chứ ở đây mình sống mấy chục năm mà mình cũng chán rồi, không tính sống ở đây nữa. Đi làm rồi đi ngủ, đi làm rồi đi ngủ, biết là mệt mỏi rồi có không? Ở Việt Nam mình cái hộp nó nóng, mình còn ra ngoài mình chạy mình tập thể dục, là buổi sáng mình tả bộ đi vòng vòng tản bộ, mình ngắm cảnh xem qua rồi nó cũng an nhàn cái cuộc sống của mình nữa. Ở đây mùa đông lạnh lẽo trong nhà, mà đi làm gì cũng bốc bức tường mấy chục năm rồi. Vậy đó, mấy chục năm rồi. Rồi ví dụ mà mình gặp người nào Việt Nam thì mình lo lắng người ta, mình đầu tư về đó, mình sau này mình về đó mình ở. Mình tạo dựng cái cuộc sống ở bển vậy đó, rồi mình đầu tư về. Sống ở bển nó ít có bị stress hơn ở bên đây phải không?
chí phần ở bên người quen mình cũng nhiều, có người mình còn tới lui thăm viếng chuyện trò, còn ở đây có ai đó chuyện mùa đông là nếu ai cũng ở trong nhà đi làm gì trong nhà không à, đâu gặp đâu ai gặp ai đâu. Khi mà ngoài tháng bạn bè có tiệc tùng nó mời mình là chơi nha, ăn nhậu cá xong cũng về, thấy nó cũng bình thường giống như mỗi ngày mỗi tháng vậy thôi. Nhưng mà em thì em thích cuộc sống ở Việt Nam hơn. Ở bên tiểu bang của anh đó là mưa mấy tháng? Mưa nhiều lắm chị, mưa hoài luôn, có nhiều khi mưa có tuần lễ luôn á, mưa ngập nước luôn mà, người ta nói là mưa dầm thấm đất á. Mưa ngập nước luôn hả? Ngập nước, cỏ, bước lên cỏ mà sụp, nó chạy trước lên chị nghĩ. Không biết vậy. Từ lúc anh qua là anh ở tiểu bang đó tới giờ hả? Hay là anh có ở tiểu bang khác không? Không, từ lúc anh qua đây, anh ở tiểu bang này tới giờ, em chỉ có qua bên Cali chơi một lần. Vô Las Vegas chơi mình nóng quá chịu không nổi, trời nó nóng hơn Việt Nam nữa chị. Las Vegas đó hả? Em vừa bước ra ngoài cái nóng hừng hực, nó rít, nó rây rít người mình, nó kỳ lắm. Mà đi ăn không mà kêu bằng thấy tám mặt trời luôn, ngoài sao chiếu chiếu luôn, nóng nó vậy. Nóng quá rồi sao mấy người này rủ đi nữa em đi đi cho biết thôi, một lần rồi quá trời nóng. Việt Nam mình còn dễ chịu hơn, ở bên đó không biết nó nóng nóng kiểu gì mà nó nóng rồi nó ngập thở luôn. Anh có qua một những tiểu bang khác không? Florida rồi, Texas đâu? Không, em chỉ có qua Cali chứ qua cái tiểu bang gì mà qua tiểu bang gì mà đi sang chỗ con gái nó ở đi thăm cháu ngoại nó tự nhiên quên rồi mất tiêu à. Ở bên cái tiểu bang gì nó ở nè, tự nhiên nó nghe em quên mất tiêu à, mà ở bên đó cũng nóng lắm. Nó không có cây cỏ nhiều giống như bên Seattle. Cứ năm nào cũng đi Việt Nam chơi thì cứ một chuyến đi vậy là cũng cả 10 ngàn, chứ đâu ít đâu. Là mình về ăn xài chơi rồi chứ là chưa tính tiền cho nữa. Mỗi năm đều đi về Việt Nam hết? Mỗi lần. Dạ, cứ mỗi năm Việt Nam là em mỗi lần đi là cái em cứ mua vàng, em mua một chiếc hơn chỉ hai chỉ. Cái gì em cho người chỉ hai chỉ, người nào khổ thì em cho hai chỉ, người nào ok em cho chỉ. Còn hết vàng em cho tiền. Em sống với người ta nhiều hơn là sống với em nữa đó. Là gia đình có anh em bà con đó hả? Ai cho ai? Bà con cũng có, mà bạn bè cũng có. Nội mà cái mùa dịch này không đó, nguyên năm nay là em gửi về không gần 10 ngàn đó. Em cho không đó. Vậy đó chùa tiền em, và chùa tiền em cũng gửi luôn, ủng hộ cho chùa, xây chùa, sửa chùa luôn. Nguyên cái nhà hàng em gom lại làm luôn. Cứ người chút, cái gì em cũng làm. Thậm chí bà bán giấy số, bà nghèo à, Tết em còn gửi tiền gì cho bà xa Tết nữa mà một tháng là tiền mình ăn xài đi chơi thôi đó, chưa tính tiền cho đó. Em sống giống như cho em thì ít, nhưng mà cho đời thì nhiều. Em không phải em nói em hay, nhưng mà giống như mình làm việc thiện để kiếp sau mình được hưởng nó gì, giống như bây giờ mình có ngăn khố kiếp sau mình được hưởng gì nữa. Hình như là đây là lý do vì sao những anh đàn ông ở bên đây đi làm nhiều tiền nhưng không để dành được tiền, hình như là đi về Việt Nam chơi là đa số không. Đúng rồi, tại vì mình đâu có dướng bạn, đâu có vợ con gì đâu chị. Thử ra mình cứ đi chơi rồi mình ăn xài nó vô tư, nó thoải mái, rồi sau này bắt đầu mình nghĩ mình càng ngày mình lớn tuổi mình càng có một cái gia đình, rồi mình bắt đầu mình mới tiết kiệm lại đó. Chứ ngày hồi đó em xài dữ lắm, em có tiền không quan trọng đâu, quan trọng cái tình người, cái người mà nghèo khổ thôi, chứ còn tiền bạc em nghĩ em làm được. Thì đối với người ta quá khổ, người ta vô đường cùng rồi. Giống như mình không giúp người ta thì người ta cũng vẫn sống, chứ không phải là không có mình người ta chết. Nhưng mà mình làm được cái gì mình làm, cái lương tâm mình nó thoải mái. Khi mà giúp được người nó xong, cái lương tâm nó thoải mái lắm. Chứ không phải là giúp người ta rồi em tiếc rẻ, không phải. Nếu mà em mà nghĩ một ngày là nhà hàng kêu bằng chị không có làm được gì luôn, tại em là biết gánh trong đó, bà chủ thì bà không biết gì,
một con gái mà tính tiền đó là trước tiếp khách thì nó biết làm, nhưng mà nó vô cho biết là ai làm vào trước, đâu ai làm đâu. Rồi mai mốt anh về Việt Nam cưới vợ rồi sao? Cái lực ở Việt Nam, cái lực ở nhà hàng một thì một năm đi một lần là đi hết. Tháng mấy? Là cứ cứ mỗi năm là nhà đóng cửa đi như một lần vậy đó. Nhưng mà tháng mấy đi? À, cỡ Tết tháng 1 á. Đi tháng Tết á ha. Ừ, cái đó, tháng Tết á. Ok anh, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay. Nhưng mà ngoài cái cô mà cô trước đó ra, cô đó ra, anh có muốn làm quen với người khác không? Hay anh chỉ muốn làm quen với một cô đó thôi? Ai nói chung ai cũng được vậy, giống như là cái duyên của mình, nếu mà vũ trụ sắp đặt cho mình sẵn rồi thì mình gặp người đó thì mình phải gặp người đó, mình không có từ chối, không có lựa chọn phải không? Nhưng mà bây giờ không có chọn, nhưng mà bây giờ là có cảm tình với cô đó nhất không? Dạ, yeah, do có cảm tình, tại vì chung có hoàn cảnh cảnh ngộ vậy đó. Còn nếu mà bất cứ ai cũng được, không thành vấn đề, miễn sao là người ta tu tâm sự tánh, biết mấy ấm gia đình thật sự là em vui rồi. Chứ ngoài ra em không cần đòi hỏi, tại mình cũng đâu có gì đâu mà mình phải đòi hỏi. Mình kiếm được cái duyên lành, cái phước là mình may mắn lắm rồi, mình đâu cần phải đòi hỏi. Ok anh. Anh có thể chào khán giả ha. Em hy vọng, em nghĩ là sau video này nhất định là sẽ tìm được người đó, mà không biết là anh chọn ai thôi. Anh chào khán giả. Diễn viên vui quá. Em xin gửi tới lời chào thân ái của kênh Chị Quyên và các khán giả trong nước và ngoài nước, luôn luôn theo dõi kênh Chị Quyên và ủng hộ Chị Quyên để Chị Quyên được tiếp nối chương trình, để làm cho chương trình được ý nghĩa của tình người, để mà tìm được nửa bánh ghép. Em xin chân thành cảm ơn. Ok anh, bye anh, cảm ơn anh nha. Yeah.